Sẽ bắt đầu chương hai pháp, và để bắt đầu chương hai pháp thì thầy sẽ bắt đầu với một cái câu hỏi của Phật tử hôm trước. Bài hôm trước kết thúc đó, là chúng ta bài hôm trước chúng ta học về những cái khó mà có được tình cảm, có được sanh ở Trung Quốc, có được sanh loài người, có được gặp Phật, gặp được Đức Phật, khó được nghe giáo pháp và khó thực hành. Cứ khó 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 dần cho tới lúc khó đắc đạo. Cái khó nhất là gặp Phật là dễ, nhưng mà đắc đạo là Đức Phật nói khó hơn. Gặp Phật là khó rồi đó, nhưng mà Đức Phật vẫn nói có thể là dễ hơn là đắc đạo. Bởi vì quý vị thấy thời gặp Phật, có đâu phải ai gặp Phật rồi cũng đắc đạo đâu. Có những vị gặp Phật mà đâu có đắc đạo. Gặp Phật vẫn còn dễ. Thế là cái khó, cấp độ khó trong cái bài kinh đó, những cái câu về sau là cấp độ khó nó tăng lên dần. Là sanh được thân người là khó, sanh được ở Trung Quốc lại khó, sanh được, gặp được no, Trung Quốc. Nếu mình đã dùng từ Trung Quốc không phải là gặp ở trên ở Trung Hoa. Chúng ta đâu nói là khi nào nói sanh ở China mới gọi là, đúng không? Là... Còn đây chúng ta không nói Trung Quốc là gì, Trung là chính giữa. Cái tội hôm trước không đi học á. Thì có một Phật tử sau giờ học mới hỏi thầy, nói là lúc mà tại trong bài giảng thầy có nói là con thú á, nó có nghe pháp thì nó có hoan hỷ với giáo pháp thì cao lắm nó cũng dưới sanh thiên, tại nó không có khả năng giác ngộ. Thì có một vị Phật tử mới hỏi thầy là vậy sao nghe có những con thú nó thành tinh? Nhưng mà cái câu hỏi thì thầy nghe thấy cũng là hay hay, nhưng mà quý vị nghĩ cho con thú nó thành tinh được không? Thì đó nghĩa là cái sự thành tinh nó là cái gì? Quý vị nghĩ là có hay không có? Đối với sự gọi là cái kinh nghiệm sống của quý vị, nghĩa là được nghe nơi này nơi kia nơi nọ. Ví dụ coi nó thành tinh khi nào và ở đâu, quý vị nghe từ đâu hay quý vị thấy ở đâu?
Nên đó là chúng ta là những người học Phật pháp, chúng ta nói, đúng không? Khi mà mình hỏi với một cái sự gọi là chúng ta gọi là gì, một cách hỏi là rất là gọi là, dùng cái từ gọi là, chúng ta hỏi với một cái tâm, với một cái ý chúng ta muốn hỏi là một cách rồi là thẳng thắn rồi là hỏi rồi là, chứ không phải chúng ta hỏi chơi, đúng không? Còn hỏi chơi thì khác, còn hỏi với cả một cái ý muốn biết thì chúng ta phải nói. Khi chúng ta nói một cách phải rõ ràng, hỏi thành tinh, quý vị có nghe ai thấy nói có con thú nào thành tinh chưa? Thì là toàn là nghe nói không. Mà quý vị gặp được con thú nào sống quá lâu chưa? Nên là ngày xưa thời Đức Phật á, sẽ kể câu chuyện này cho quý vị nghe, cái đoạn đại thoại này thì quý vị sẽ thấy. Thì có những cái đạo tôn giáo khác á, đạo ví dụ như là đạo Bà La Môn hoặc là một số đạo khác á, nó kêu là, anh nói là những lời là con người á, là do Thượng Đế sanh ra và cứ từ đời cha, đời ông cố nội, đời ông cố sơ, ông sơ, ông sợ, ông sở gì đó, cứ truyền xuống cái tư tưởng đó. Khi anh kể đến đời con, anh cũng đi, anh nói như vậy. Khi Đức Phật hỏi là ngươi nghe ai nói, khi anh nói là anh nghe cha anh nói. Khi hỏi rồi, cái hỏi là ngươi gì, anh nói rồi cha ngươi nghe ai nói, nghe ông nội ngươi, nghe ông nội nói. Cứ vậy là cứ nghe đời trước truyền xuống, cuối cùng là không biết nó từ đâu ra. Thì cũng là một cái tư tưởng không biết cái sự nguồn gốc gác đâu hết, cứ truyền xuống, cuối cùng người cuối cùng tin. Thì cũng như vậy, chúng ta nói là con thú nó thành tinh, chúng ta cũng chỉ nghe nói. Thật sự chúng ta ở đây tất cả, thật sự ở đây tất cả chúng ta ai cũng từng nghe là con thú có thể thành tinh, nhưng mà hoàn toàn là nghe nói hoặc là phim ảnh, bởi vì được dựng lên bởi những người đạo diễn cực kỳ là tài hoa, người ta có thể vẽ lên những điều đó. Cũng như là cái câu chuyện đi Tây Du Ký đó, ở đây ai cũng coi qua coi lại 50-70 lần, tại vì một tập một bộ phim là nó có 30 mấy tập đó. Thì đó là mà mỗi năm á, là cũng ngày xưa mà ai còn ở Việt Nam á, hoặc là qua đây cũng có nghe nói phim Tây Du Ký, thì cũng coi ít nhất cũng phải trong cuộc đời quý vị cũng phải 10 lần. 10 lần là ít. Hình như là thầy ấy, lúc mà còn nhỏ đó, nhà đâu có tivi đâu mà cũng phải cố gắng năm nào cũng qua coi ké hàng xóm. Thì tới bây giờ là 30 mấy tuổi rồi, nghĩa là từ lúc vô chùa thì coi như là kết thúc đi, mà đã vô chùa là cũng ráng coi 1-2 lần nữa. Thì đếm đi, nó là một cái bộ phim đó thôi đó, là chúng ta coi ít nhất là 10 lần. Thì chúng ta được huân tập là có cái con này con nọ nó thành tinh. Nhưng mà bởi vì sao? Đó là cái sự vẽ nên của một cái người đạo diễn đó, một cái người viết kịch thôi. Kịch bản là ông Ngô Thừa Ân, đúng không? Ông viết ra thôi, chứ làm gì có con khỉ nào mà trong trứng đá đẻ ra, làm gì có cái con người nào mà hình giống như con heo vậy, làm gì có cái con người nào mà hóa thành con ngựa, hay là con rồng nó hóa thành con ngựa để cho tâm tạng đi, làm gì có. Đó là do cái tư tưởng chúng ta vẽ ra. Nên là con người chúng ta, là trong một cái con người chúng ta thành tinh hay không là trong con người mình, chỉ có cái con người thôi, chứ không có cái con nào mà có cái khả năng đó. Còn như những con vật đó, thầy nói là theo Phật giáo đại thừa của chúng ta hay có câu là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hợp lý, Phật tánh thôi chứ không phải là ông Phật. Phật tánh là có cái tánh, có cái khả năng thành Phật, có khả năng giác ngộ, có. Nhưng mà muốn thành Phật, muốn thành thánh, vân thành bất cứ một cái gì, một vị thánh nào, thì bắt buộc chúng ta phải chuyển đổi thành thân người hết. Nên nếu mà quý vị mà theo Phật giáo đại thừa rồi, đúng không, mình đọc kinh Pháp Hoa đi, quý vị thấy cái vị Long Tử đi, có một vị là Long Nữ, hỏi là thân nữ có thể thành Phật không? Đó, quý vị đây học đọc chắc, sư tin chắc rằng quý vị đã đọc kinh Pháp Hoa đúng không? Giờ hỏi quý vị Long Nữ có gì là gọi là
thân nữ có thể thành Phật không? Nếu theo kinh Pháp Hoa đó, thấy không? Nếu theo kinh Pháp Hoa là sao? Cũng phải chuyển thành thân nam tử, nghĩa là từ con rồng đúng không, là một con rồng nữ đó, cũng phải chuyển thành thân con người đó, và chuyển thành thân nam tử thành Phật. Thì chúng ta miễn bàn cái vấn đề là thân nữ thân nam đi, nhưng mà trước khi cái con rồng đó đó muốn thành một bậc giác ngộ thì nó bắt buộc nó phải chuyển thành thân con người. Thì sao? Khi nó đó là nó tự tái sanh thành một kiếp, nghĩa là chúng ta chỉ cần chuyển thành một cái thân từ con rồng chuyển thành con người, coi như là chuyển thành một thành hai kiếp đúng không? Thì thành kiếp người bắt đầu giác ngộ. Thì thành con người, từ từ con đó đó là cái sự giác ngộ, nó không phải là từ con rồng giác ngộ mà từ con người. Tại vì trong kinh quý vị thấy không? Cái long nữ nói như thế nào? Cái khả năng thành Phật của tôi như là lấy cái viên ngọc đưa cho Đức Phật, thì hỏi ngài ông kia là nhanh không? Kêu nhanh. Thì cái sự thành Phật của tôi từ thân người còn nhanh hơn vậy. Nghĩa là vì đó phải chuyển thành thân người và lúc đó giác ngộ thành Phật. Thấy không? Thì con thú hay gì đó, nó muốn thành con người hay là thành bất cứ cái gì, nó cũng phải có một cái sự tu tập. Sự tu tập đây không có nghĩa là nó phải là luyện cái này luyện cái kia, mà tích góp những cái nhân lành. Mình học giáo lý Đức Phật là nhân và quả. Không có lý do gì mà một con thú mà nó tu luyện cho đã rồi thành tinh. Thành tinh là thành cái gì? Phép thuật. Đó là một cái gọi là, cứ gọi là cái gọi là chúng ta hay dùng là thần thông đúng không? Nhưng mà quý vị có thấy một cái gì có thần thông chưa? Tại thời chúng ta ở đây, nếu mà ngày xưa có thần thông được thì tại sao bây giờ không có? Hả? Đang nói con thú. Kêu là quý vị nói là con thú có khả năng thành tinh, thì ngày xưa nghe kể ngày xưa có, thì phải tại sao bây giờ thời chúng ta đang sống thiên thú nó thành tinh? Rồi ngày xưa những vị là người ta đắc đạo, người ta có thần thông, Đức Phật không cho xài, nhưng mà cũng có những vị xài hợp lý. Chứ như ngày nay Đức Phật có cấm đâu, chứ không phải ngày ngày một kiền liên ngày có cấm đâu. Đã bảo là đây là thầy đang nói là không có. Nãy giờ quý vị không hiểu ý thầy, nói là không có. Thầy đang nói là không có. Còn thầy hỏi lại quý vị coi là nếu quý vị đã thấy thì chỉ đi ở đâu. No. Nhưng mà lời dạy Đức Phật, nghĩa là thời dạy lời dạy Đức Phật đúng không? Nghĩa là có điển tích rõ ràng. Đức Phật là một con người. Nếu quý vị nói kêu là không thấy Đức Phật, nghĩa là có Đức Phật không có. Nhưng mà hỏi gì, nếu mà hôm trước cái bài hôm trước á, cái kỳ trước thầy dạy ngài Asoka đi, cái bản khai sinh để đó làm gì? Đúng không? Rồi quý vị kêu là quý vị là con lạc cháu hồng đi, thì hỏi là ngày xưa vua Hùng nói, quý vị nói quý vị không thấy vậy, quý vị có tự nhận mình là con cháu lạc hồng không? Vẫn tự nhận chứ. Bởi vì sao? Người khai sinh ra đất nước Việt, khai sinh ra dân tộc Việt Nam có đất nước đầu tiên là vua Hùng. Thì bây giờ bao nhiêu đời truyền lại chúng ta vẫn nói chúng ta con cháu vua Hùng chứ. Nhưng mà ít ra đây vua Hùng về quý vị kiếm ra cái bản khai sinh cũng hơi khó. Nhưng mà Đức Phật đúng không? Không ai dùng, cũng để lại nguyên cái bản khai sinh, bây giờ vẫn còn bên đó. Ai muốn đọc bản khai sinh thì đón máy bay qua bển đọc. Còn ở đây chúng ta nói là nếu như ví dụ như con thú thành tinh từ xưa đến giờ, chúng ta chỉ toàn nghe đồn. Chưa bao giờ chúng ta thấy con thú thành tinh. Nhưng mà chúng ta tin luật nhân quả, nếu mà con thú nó đã bị mang cái nghiệp nó đã với cái nghiệp của nó là một con thú, thì nó phải sống hết cái kiếp của con thú của nó, hết nghiệp con thú lại kiếp sau. Nếu mà nếu nó hết nghiệp thú mà nghiệp nó nặng hơn con thú thì nó đi xuống, mà nghiệp nó nhẹ hơn con thú thì nó đi lên. Con là người nhưng mà
Nếu mà để giải thích được câu chuyện đó đó thì theo ý sự hiểu của thầy nha, thầy nói không nói là thầy không nói ý nghĩa chung, với sự hiểu của thầy thì thầy không nói đó là một cái sự gọi là thành tinh. Bởi vì sao? Nếu mà mình xét logic một chút xíu á, hôm trước cái bài dạy của bài giảng của thầy nói á, là không có một cái thân trung ấm. Quý vị nhớ có lần thầy nói như vậy không? Nghĩa là thầy nói là theo Phật giáo nguyên thủy là chết là tái sanh liền. Nhớ nhớ bài đó không? Nhớ. Thì khi đó đó thì mình trong câu chuyện không nói đó là khi mà cái con chồn đó khi mà nó thành người ấy, khi thì đúng thì để ý của thầy nói là khi trong câu chuyện quý vị nếu mà đọc rõ câu chuyện thì quý vị sẽ không thấy một cái giai đoạn nào là từ lúc đó, nó nghe xong câu chuyện rồi nó chết hay là nó chết trước khi nghe câu chuyện. Thì chúng ta không biết, chỉ biết là khi mà anh đi anh nói là nó thành con chồn ở sau núi và cái vị hòa thượng đó ra làm sao thấy xác con chồn đúng không, đem về làm đám như một vị tăng hết. Và không biết rằng là khi mà cái con chồn đó đó nó đi tới Đức Phật, đi tới ông cái vị hòa thượng đó là nó đã chết chưa. Đây nè, để quý vị nghĩ nha, để giải thích sơ sơ quanh nên câu chuyện. Nếu mà theo sự hiểu của thầy thì thầy sẽ phân tích như thế này: một con chồn đúng không, con chồn ở đây và cái chùa ở đây đó đúng không, thì con chồn này đang nghe pháp nhưng mà quý vị để làm một cái thân người đi, đó hiện thành một cái thân người. Nhưng mà ở đây chúng ta không giải thích được rằng là câu chuyện này là thật hay hư. Nhưng nếu mà chúng ta cho nó là sự thật đi thì đây con chồn này khi thầy nghĩ rõ ràng là khi nó vừa chết, hiểu không, nó vừa chết, nó chết cái thân cuối cùng của nó, thân thứ 500 đi, tại trong câu chuyện Phật giáo chúng ta hay nghe nói là 500, thì khi chết á anh sẽ tái thành một phi nhân, hiểu chưa, thì thành một phi nhân tới hỏi pháp. Thì hiển nhiên cái thân này chúng ta không giải thích nó là con chồn được, cái thân này thầy giải thích nó là phi nhân. Tại rõ ràng khi tới cái đạo tràng đó nghe pháp họ là phi nhân, và khi nơi này phi nhân nhưng mà với cái gọi là cái trắc ẩn, cái lòng trắc ẩn của anh vẫn chưa giải thích được câu hỏi là không có nhân quả. Tại ảnh ngày xưa anh trả lời là có nhân quả hay không, người ta hỏi anh có nhân quả hay không, anh trả lời sao? Không có nhân quả. Thì cái với cái sự trả lời sai đó anh tái sanh 500 kiếp chồn. Đây là thầy giải thích theo câu chuyện thôi nha, còn câu chuyện có hay không thầy không có bàn tới, vì nhớ điều đó. Đây là thầy đang dựa theo đúng cái câu chuyện thiền, câu chuyện nhà thiền thầy giảng là ở ảnh ở đây là sau núi và đây là trước núi. Thì đây khi ở đây qua tới đây là từ một con chồn thành một phi nhân tới hỏi pháp, và khi hỏi pháp ảnh chỉ nghe được câu là đúng không, muội là mê lầm á, gọi là lầm á đó, bất muội nhân quả. Chứ muội như có ô không ta, ghi bậy lên đây kỳ lắm đó, mới qua đây mà tiếp muội có đô không. Hỏi ghê vậy đó, ai buồn buồn hỏi Google thử coi. Thì đó là bất muội nhân quả. Thì khi nơi này đó, khi mà nghe được cái câu nói này thì vị này, cái vị phi nhân này nè, gọi là xả được cái, gọi là coi như là thấu được, hiểu rõ được cái sai lầm của mình, và lúc đó vị đó buông bỏ và tái sanh. Là đây mình chỉ nói là người ta nói trong câu chuyện là nói là giác ngộ, giác cái gì đây, nhưng mà mình nói là họ buông bỏ được cái ám ức suốt mấy trăm năm, bao nhiêu kiếp làm chồn, và kiếp cuối cùng này là cái phi nhân nè, chết tái sanh thành phi nhân. Và khi phi nhân mà họ được phi nhân là người ta hay có gọi là những cái chấp ngã của họ, nên khi này họ được giải tỏa tái sanh. Còn từ cái kiếp 500 trở đi họ làm cái con gì quý vị cũng đâu có biết, nhưng mà trong câu chuyện thiền thì chỉ nói như vậy. Nếu mà mình giải thích một chút xíu thì mình sẽ thấy nó hoàn toàn hợp lý, không lý do gì gọi là thành tinh hết. Và khi ở đây quý vị, sau khi cái này quý vị sẽ thẳng là ra đây làm đám cho một con chồn ra đây đã chết, nên là chúng ta ở đây hoàn toàn không biết là câu chuyện đó là chết trước
hay là từ con chồn biến thành ông này, đâu biết. Nhưng mà theo cái Phật giáo chúng ta phải hiểu rõ rằng là Phật giáo khi chúng ta phải giải thích sao cho nó logic với tất cả mọi giáo lý, chứ không thể vì một câu chuyện này mà vì giải thích nó sẽ bị chống đối nhau. Còn ở đây là một con chồn anh chết, thần thức ảnh thành phi nhân ảnh mới vào gặp được. Còn thời chúng ta, hiện thời chúng ta đang sống thì không có lý do gì một con chồn biến nói hết, khó lắm. Trừ khi con két nó nghe được con người dạy thật sự, nó nói như con két nó cũng đâu có biết. Hỏi là con két mình dạy nó gì nó nói đó, nó đâu có hiểu là mình nói cái gì. Dạy sao nó, ông chủ nói sao nói y vậy hết. Còn ở đây là một con chồn thì không lý do gì vào mà từ thân xác một con chồn mà biến thành một con người, không có đúng bất cứ một cái định luật vật lý nào hết. Còn phi nhân thì họ hoàn toàn có khả năng, có một cái năng lực chúng ta không thể thấy họ, họ thấy mình, và họ có khả năng cho mình thấy họ, có khả năng cho mình thấy họ. Đó, thì chúng ta sẽ giải thích như vậy thì sẽ thấy hợp lý hơn, không lý do gì mà thành tinh ở đây hết. Thì cái bài học hôm nay của chúng ta đó, giờ mới vô đề đó. Nhưng mà bài học của chúng ta là liên quan tới nhân quả. Thì kết thúc lại cái câu hỏi đó là quý vị đừng bao giờ nói là có thành tinh hết. Trong giáo lý Đức Phật không có thành tinh. Đức Phật nói là chỉ có 6 cõi thôi, chứ không có cái cõi nào mà từ cõi này biến qua cõi khác hết, không có. Giáo lý Đức Phật nói là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đủ 6 cõi. Ngoài ra không có lý do gì một cái cõi này mà xâm lấn qua cái cõi kia hết. Từ con người cũng không thể sống mà đời sống của con thú được. Trừ khi mình muốn sống kiểu con thú nhưng hình dáng mình vẫn mãi mãi là con người. Hiện tại là miễn sao khi nào hết cái báo, hết cái hơi thở này, tàn hơi rồi đó, muốn chuyển thành con gì đó chuyển. Chứ từ đang con người không cách nào chuyển thành con thú nữa. Có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng ra con gì chứ không bao giờ ra con thú. Thì mình không có nói cái gì hết, chỉ nói là không cách nào thật mà chuyển thành một con khác. Thì cũng không lý do gì một con thú mà biến thành một cái con khác được. Nhưng mà mình đã học Phật giáo là phải tin nhân quả hết. Và hôm nay chúng ta học bài kinh Tăng Chi Phẩm Hình Phạt. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông Anatha Pindika. Tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: có hai loại tội này, này các tỳ kheo, thế nào là hai? Tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Này các tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Ở đây, này các tỳ kheo, có người thấy vua chúa bắt được người ăn trộm, kẻ vô loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tay, họ cắt mũi, họ xẻo tay, cắt mũi, họ dùng hình phạt vạt dầu, họ dùng hình phạt bối đầu hình, vân 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 vân, rất là nhiều hình phạt, chúng ta không có đọc hết. Như vậy, người thấy vậy suy nghĩ như sau: do nhân các ác nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô loại, áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ lấy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác nghiệp như vậy, vua chúa sẽ bắt ta và áp dụng các hình phạt như vậy. Người ấy sợ hãi tội phạm ngay trong hiện tại, không có cướp phá tài sản của những người khác. Này các tỳ kheo, đấy gọi là các tội có kết quả ngay trong hiện tại. Này các tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây có người suy xét như sau: quả dị thục của thân làm ác trong đời sau và là ác và khổ. Quả dị thục của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khổ. Nếu thân ta làm ác, nói lời ác, nghĩ việc ác, sao ta lại không có thể sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục? Người ấy sợ hãi tội có kết quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác,
tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là tội có kết quả trong đời sau. Này các tỳ kheo, trên đây là hai loại tội. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau. Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại. Chúng ta phải sợ hãi tội có kết quả trong đời sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm của các tội. Như vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Đối với ai tránh xa các tội, này các tỳ kheo, đối với ai thấy rõ sự nguy hiểm của các tội, thời được chờ đợi rằng người ấy sẽ được giải thoát tất cả tội. Quý vị thấy trong bài kinh này, Đức Phật nói là có hai loại tội. Mà học, quý vị học giáo lý căn bản, cái môn giáo lý căn bản quý học bài nhân quả chưa? Có mấy loại nhân quả? Khó nhớ quá ha. Giờ ngồi đếm. Những cái quy luật giáo lý Đức Phật đó, là cái giáo lý nhân quả là phải luôn luôn phải nhớ. Hả? Đâu có, mình phải biết là sự chia sẻ của nó chứ. Mình học ví dụ như là một người Phật tử chưa bao giờ đi học giáo lý á, thì nói giáo Đức Phật nói có nhân và có quả, gieo nhân nào gặp quả đó, hết, chấp nhận. Còn mình là một người đi học có một cái môn rất là hay là môn giáo lý căn bản, mà hỏi nhân quả chia sẻ là sao á, chẻ sơ sơ thôi, chẻ nên gì chia năm xẻ bảy thôi chứ chưa có xẻ nhiều á, mà mình cũng quên. Thì hôm nay thì theo bài kinh này chúng ta học nhiêu đây thôi, chúng ta ôn lại bài cũ. Đầu tiên là gì? Không có đâu, nó có quả này, nhân quả nào mà đề này không phải theo bài kinh nha. Giáo lý căn bản trước đã rồi mới theo bài kinh này sau. Đầu tiên là đời thầy viết lên bảng mới dưới đọc hay quá ha. Hai là gì? À nói bốn. Cái thứ ba là gì? Đó, có ba loại. Nhớ nha, ba thôi. Cái này đó, cái dị thời nhi thục là dị thời nè, thời nó mới có chia ra nè. Đó. Còn loại á là có ba loại đó. Dị thời nhi thục là gì? Chứ thục là gì? Đó là nó chín đó, là khác thời mà gặt cái quả đó. Dị thời là khác thời mà gặt quả. Dị loại là khác loại. Còn biến dị là nó có mỗi sự thay đổi, biến đổi luôn, biến đổi cái tính chất của nó. Và trong cái dị thời nhi thục thì nó chia ra ba cái. Là đầu tiên là hiện báo. Đó. Hai là hậu báo. Ba là sai rồi. Hiện no. Đúng rồi, hiện sanh báo.
Sai quá. Sanh báo hiện. No no, đúng rồi, đầu tiên là hiện báo. Hai là sanh báo. Hôm nay sẵn đây chúng ta ôn lại cái giáo lý cực kỳ căn bản của Đạo Phật, đó là nhân quả. Thì cái vị thời, thì nói tới chữ thời là sẽ nói tới cái thời gian. Không có lý do gì gọi là tiền báo hết trơn. Tại vì tiền là trước rồi, cái gì mà quá khứ rồi, nó đi qua rồi, không xét được. Không có lý do gì kêu là cái quả đó mà. Gieo nhân mà, nay gieo nhân mà, quá khứ hưởng hết trơn á. Tại nó học giáo lý là nhân quả là gì? Nhân quả là cái quả, chúng ta nói cái nhân nào gặt quả đó, là chúng ta nói cái nhân để có cái quả. Thì mình nói cái nhân mà không có lý do gì, nay gieo nhân mà quá khứ nó đã gặt, mới nói là tiền báo. Ai nói mà ai nói có chữ tiền báo hay cái gì đó, thì nghĩa là cái quá khứ đó là đằng trước cái giây phút hiện tại nè, mà không lý do gì mình ăn trộm đời này, hay là mình làm ác ngay hiện tại mà đời quá khứ đã đâu có ai ứng trước dữ vậy, đúng không? Là chỉ có hiện báo là gì? Hiện báo là sao? Là sao? Tức thì là sao? Sao gọi là tức thì? Tức thì là nói cho cái khoảng thời gian đi, quý vị đã nói được là gần đúng rồi đó. Hỏi nhưng mà cái khoảng thời gian đó là có khoảng thời gian không? Hả? Rồi, rồi để cứ để đó. Rồi sanh báo. Rồi. Còn hậu báo. Đó là trong đó chúng ta cũng đã bắt đầu nhớ ra lại rồi. Còn nếu mình ta nói tới hiện báo là chúng ta phải nói một cái mốc thời gian cho thầy, chứ không nói là chúng ta chỉ nói chung chung là gặt liền. Là những gặt liền là gặt bao giờ gọi là gặt liền? Là phải nói là kiếp hiện tại, nghĩa là trong đời này. Là giống như bài kinh chúng ta vừa học là cái Đức Phật nói có hai loại tội đó. Tội có kết quả liền ngay trong hiện tại là hiện báo. Và Đức Phật nói một loại tội thứ hai là đời sau. Thì nó thuộc vào cả hai sanh báo và hậu báo. Tại vì Đức Phật nói đời sau thôi, Đức Phật không nói là một đời hoặc là nhiều đời. Đó, nên là hiện báo là gieo cái nhân, gieo nhân hôm nay và trong nhiều năm tới lúc chưa tắt thở nhận. Còn gieo nhân hôm nay mà tắt thở nhận là rơi vào hai này. Thì cái bài kinh của chúng ta đầu nó sẽ đó là bài kinh là chủ yếu là nói về hai cái này đó. Cái này là một, cái này là hai. Đó là tội có kết quả liền và tội có kết quả trong đời sau. Còn hiện báo là ngay trong cái đời này, miễn sao trong đời này còn là lãnh là hưởng liền. Và sanh báo là chỉ cái đời kế tiếp thôi, cái là đời này làm đời kế tiếp lãnh liền. Ví dụ là gì? Làm phước cực kỳ nhiều thì đời sau sanh thiên. Đó. Mà đời này làm ác cực kỳ thì vừa tắt thở là có nơi đợi sẵn. Còn hậu báo thì cứ làm thoải mái, đời nào nhận cũng được. Đó là hậu báo, miễn sao là nay làm và đời thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì lại được lành. Đó là nhân quả là như vậy.
chúng ta tiếp tục. Vị loại nhi thục là gì? Ví dụ, quý vị học rồi, được cho cái ví dụ nhiều rồi, giờ ví dụ nó thử rồi. Vị là khác, loại là cái loại. Lý do nào mình học nhân quả mà giải thích cha làm đời cha ăn mặn đời con khát nước? Đời cha ăn mặn đời con khát nước là chỉ có dân gian Việt Nam có, chứ không có lý do gì mà đời cha ăn mặn đời con khát nước. Cha ăn cha chịu, cha làm cha chịu, chứ cha ăn mặn bắt con khát nước. Đã bảo là nếu mà hôm trước quý vị đã nghe thầy giảng một cái lần đó, là cái bài mà có cô công chúa đó, nhớ lại chưa? Cô công chúa cổ sanh trong một hoàng cung, cổ được giàu sang sung túc, thì người cha một hôm vui miệng á, mới nói với cô là bởi vì con được sanh ra làm con của cha là một vị công chúa nên con mới được sống trong cảnh giàu sang nhung lụa như thế này đó. Thì người cô công chúa này cổ nói như thế nào? Kêu không phải, phước của con chứ phải phước của cha, chứ không phải là tại con sanh ra trong nhà của cha. Ông cha bắt đầu tức lên ha, tại vì ta đang vui mà làm mất hứng, đang vui mới kể công mà đó làm lại anh cha anh kể công, là bởi vì nhờ cha nên con được giàu sang sung sướng. Cô này cũng phủi một cái là bay hết. Bắt đầu anh cha anh tức lên, mặc dù là anh rất là thương cô công chúa, bắt đầu anh đẩy cô công chúa ra đường. Nhưng mà với cái phước báu cổ có sẵn thì cổ cũng được người này giúp đỡ, người kia cứu mang, thì cổ cũng được sống trong giàu sang và sung túc. Và người cha đi qua thì trong cái câu chuyện đó thì thấy cái người cha đi qua cái cô công chúa này cũng được có một cái lâu đài, được người ta cung phụng như một vị công chúa. Thì người cha lúc đó mới hối hận nhận ra rằng là thì ra là phước báo của cô con gái đó thiệt, chứ không có lý do gì mà cha làm con chịu. Nên khi mà một người nào mà được sanh ra trong một cảnh giàu sang thì họ phải tạo phước cũng rất là nhiều đời, để đời này họ sanh ra họ được hưởng sự cảnh giàu sang đó, chứ không phải là cha làm để cho con. Nên đó, quý vị nhớ những cái vị mà hiện tại luôn nè, có những cái người mà ta rất là giàu, người ta khi người ta làm cái di chúc á, người ta ghi là để lại tài sản cho từ thiện. Và ông đó ông nói một câu rất là hay: nếu con ông giỏi thì sẽ làm ra tiền nhiều hơn ông, còn nếu con ông dở thì có để lại cả gia tài cho nó phá cũng banh. Thì quý vị thấy có hợp lý với nhân quả không? Hoàn toàn hợp lý. Nếu mà với cái khả năng của nó, phước báu của nó có, thì hai bàn tay trắng nó vẫn có thể làm nên. Còn cho dù nó mà không có phước báu thì cha nó chết lúc nào là nó ra đường lúc đó. Thì nếu nó không có phước báu thì nghĩa là phước báu nó chỉ có tới chỗ đó là hết rồi, thì cỡ nào nó cũng không bao giờ được giàu sang tiếp tục. Cũng như quý vị nhớ rằng có một cái câu chuyện nhân quả là thời Đức Phật, có một vị đấy, vị chứng tế quả A-la-hán luôn, nhưng mà nghĩa là trước khi vị chứng đó chứng quả A-la-hán, kiểu là vị đó chứng quả A-la-hán và nhập Niết Bàn liền, thì vị đó cả cuộc đời là vẫn luôn luôn không bao giờ no bụng, lúc nào cũng trong trạng thái là đói bụng và xin không ai cho. Và đến cuối đời đó, để ăn được một bữa no bụng là phải nhờ Ngài Xá Lợi Phất cầm đút cho vị đó ăn. Vị thấy không? Cái nhân quả nó ghê gớm tới cỡ đó đó. Thì không lý do gì đời cha ăn mặn mà bắt con khát nước.
Thì hôm nay chúng ta chỉ nói về nhân quả, chúng ta sẽ tiếp tục quay lại này để chúng ta ôn cố và tri tân, là ôn lại một lần nữa và không bao giờ ôn lại giáo lý nhân quả nữa. Bởi vì chúng ta phải nhớ là có cái ba cái loại này. Dị thời như thuật là nó chính khác thời, nghĩa là làm gieo nhân nào gặp quả đó, nhưng mà thời gian nó khác nhau, chứ không phải là gieo hôm mới vừa gieo hôm nay ngày mai gặt liền, hoặc là gieo hôm nay phút trước phút sau gặt liền, không phải. Nhưng mà miễn sao là cứ là gieo nhân nào rồi tương lai sẽ có cái quả tương xứng với cái nhân đó. Dị loại nhi thuật là khác cái loại. Ví dụ là các thầy hay lấy ví dụ là trái xoài. Là hôm nay gieo cái hột xoài thì ngày mai nhận cái trái xoài. Nhưng mà hôm nay gieo cái hột xoài chúa, nhưng mà tương lai bắt buộc phải nhận trái xoài, nhưng mà có thể là ít chua hơn. Bởi vì cái môi trường nó sanh ra, cái môi trường để nó kết thành cái trái xoài đó, nó đã thay đổi. Tùy vào cái sự hành thiện tích đức của mình, hay là do hành ác tích ác của mình, cũng như là cái cây xoài gieo xuống đó, nó là cái hột xoài đó. Nhưng mà nó ra trái xoài, bắt buộc gieo hột xoài thì nó ra trái xoài. Nghĩa là dị loại như thuật, nghĩa là gieo nhân nào bắt buộc phải gặt quả đó, nhưng nó chỉ khác đi cái tính chất. Dị loại nghĩa là dị loại chứ không phải là dị loài. Cái loại nó khác. Xoài A, xoài B, xoài C, chứ không phải là gieo cái trái xoài xuống mà đòi ăn trái dưa hấu, không có. Và cái dị loại là nó khác cái loại nữa. Nên là cái chúng ta phải gieo cái hột xoài là như chúng ta gieo một cái nhân ác hoặc là gieo một cái nhân thiện. Nhưng mà khi cái kết quả nó chín á, là tùy vào từ lúc chúng ta gieo cái hột đó xuống, chúng ta chăm bón nó kiểu như thế nào để nó ra cái trái tương xứng đó. Còn biến dị là biến loại, cũng như là trong cái trong kinh, trong mấy những cuốn sách dạy sách nhân quả, các vị hay ví dụ là cái gì, muối, hột muối mà bỏ vào ly nước nhỏ thì nó chỉ là ly nước muối, nhưng mà khi bỏ vào cả một cái dòng sông không thấy nó đâu hết. Thì cũng như là khi chúng ta gieo một cái nhân thiện hoặc bất thiện, gieo một cái nhân bất thiện đi mà chúng ta bỏ vào cả một cái biển những việc làm thiện của chúng ta, thì có nghĩa là cái hột muối này nó không mất, nhưng mà nó đã bị biến cái chất nó đi rồi, nghĩa là nó đã bị pha lẫn cái vị ngọt rồi. Cũng như là cái ví dụ hôm trước này hay ví dụ cho quý vị đó, quý vị đã lỡ trồng một cây ớt rồi thì ráng trồng một rừng xoài, ít nhất là một cây xoài hoặc một rừng xoài, thì ăn với ớt thì nó sẽ gọi là nó biến cái gì này, cái gì biến gì thì nó sẽ bị biến cái chất nó đi rồi, nó không còn là ớt không nữa, mà ít ra là ớt với xoài rồi, nó thành gỏi mất rồi đó. Thì nó phải biến như vậy nó mới gọi là biến gì. Chứ còn nếu như mà như trên đây gieo cái hột xoài xuống thì vẫn ăn trái xoài, nó chỉ là khác cái loại thôi, ngọt đắng chua hay là lạc vậy tùy, nhưng mà chỉ là ăn một cái trái xoài thôi. Còn ở đây là nó sẽ bị pha với cái khác, nó sẽ bị biến cái chất đi. Nên là khi mà xoài mà bỏ chung với ớt rồi, nó đâu còn gọi là xoài nữa đâu, nó phải gọi là gỏi xoài hoặc là xoài với ớt, nó thành nó trộn lẫn với nhau rồi. Thì nhân quả nó cũng như vậy, tùy vào cái việc làm của chúng ta. Chúng ta làm cho, nếu chúng ta làm được càng nhiều thì sẽ khả năng biến dị nó càng nhiều, và chúng ta làm ít nó chỉ là dị loại thôi. Chúng ta chỉ là làm ác hôm nay và đời sau chúng ta ít ác hơn chút xíu, hoặc là không làm ác mà cũng không làm thiện, thì cái quả đến lúc nó chín thì nó chỉ hơi khác hơn lúc chúng ta gieo một chút xíu thôi. Đó. Là quý vị nhớ là có ba cái loại nhân quả, và cái dị thời nó cũng chia làm ba chỉ như đó. Và trong bài kinh quý vị thấy Đức Phật nhắc là có làm ác có quả ngay trong đời này, và có quả ngay trong đời sau. Và các thầy phải cố gắng là sợ hãi tội phạm ngay trong hiện tại, quan trọng nhất là phải sợ tội và
thấy cái sự nguy hiểm của cái tội lỗi đó, và đừng làm cái tội đó. Và trong bài kinh Đức Phật nói có ba cái tội đó là thân, miệng và ý. Lúc nào chúng ta cũng chia ra con người có thân khẩu và ý, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Sẵn đây thì tiếp tục chúng ta hỏi luôn, thì quý vị định nghĩa nghiệp theo Phật giáo là cái gì? Nghiệp là những hành động tạo tác mà với cái ý chí của chúng ta. Nên mà khi chúng ta làm một cái việc gì, cố ý làm, muốn làm và thích làm, đó là nghiệp. Còn vô tình có nghiệp không? Còn nếu mà khi chúng ta nói như vậy đó, thì chúng ta đang hình như là chúng ta định nghĩa sai về nghiệp rồi. Và lúc đầu thầy hỏi là nghiệp là gì, kêu là nghiệp là những hành động có ý chí. Còn hỏi vô tình có không, cái việc kêu có nhẹ thì là sao? Thì sao thấy nó mâu thuẫn không? Đúng rồi, nghiệp là những hành động lập ly, là những hành động tạo tác lập đi lập lại có ý chí. Ở đây nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động tạo tác, là nghiệp là như chúng ta nói là có cái nhân đó, nghiệp là tạo ra cái nhân đó. Chứ nếu chúng ta nói cái lỗi là cũng là cái nhân và quả rồi. Còn nghiệp đây là một cái chữ khác của nhân. Nên lúc đầu thầy hỏi quý vị nghiệp là cái gì? Quý vị nói nghiệp là những hành động tạo tác mà có ý chí. Đó, quan trọng nhất là cái chữ có ý chí, là có cái tác ý vào đó, là muốn làm, cố ý làm và quyết chí làm. Còn cái lời thầy tiếp tục hỏi là vô tình tạo có không? Có không? Thì giờ hỏi nó chắc coi có hay không. Mình chỉ nói một là một, hai là hai, nhưng không có thể có thể không. Có không? Ai nói có? Nếu có vậy là cái gì, giải thích như thế nào là cái chữ có ý chí, có tác ý? Ai nói mua cá chết có tội giơ tay? Ai nói mua cá chết có tội giơ tay? Thì ai mua nó, ai nói thì cứ ai dám đứng lên bảo vệ cái ý kiến của mình đi. Chúng ta nói học giáo lý là phải như vậy. Ai nói ra chợ mua con cá gì ăn có tội nè, đó ai nói ra chợ mua con cá chết gì ăn có tội nè. Tại vì mình ăn, nhưng mà nếu mình không ăn thì con cá đó có chết không? Ví dụ như là hôm nay nè, cái ngày hôm nay nè, quý vị ra chợ mua con cá về ăn. Nếu quý vị không mua con cá đó chết chưa? Đó. Nếu tại vì đó là mình muốn, cái đây là mình ăn con cá, nghĩa là con cá đã chết chưa, thầy hỏi là cái gì, con cá đó chết chưa? Đó, khi con cá đã chết thì nó là gì? Nếu mình đã giải thích nhân quả là phải thích như vậy, khi con cá nó chết nó là gì? Nó đã chết rồi nó là gì? Đó, thì nếu quý vị nói như vậy đó, thì sẵn dịp thì mình nói luôn.
Đó, cá đã chết nó là cái gì? Giữ vì nó là cái gì cái đã? Nó, mình hỏi nó đó là cái gì? Nếu mà nếu nó là con cá thì nó phải sống, nó mới gọi là con cá. Bây giờ nó là đó, quý vị thấy có cái này không? Còn này là gì? Đó, ai nói tội hay không tội thì tự xử đi. Đúng không? Nên đó là thời Đức Phật, nếu mà chúng ta nói Đức Phật không cấm ăn chay, Đức Phật không bắt buộc ăn chay thì nó rõ. Nhưng mà Đức Phật cấm ba cái điều, đó là thấy viết, thấy giết, nghe giết và nghi. Thấy con vật vì mình mà chết, thấy những gì, nghe con vật giết để cho mình ăn, và nghi rằng con vật đó người ta giết cho mình ăn, không ăn. Đó. Còn ở đây, nếu như ngày hôm đó đó quý vị ra chợ, quý vị thấy cái gì quý vị mua cái đó, quý vị chỉ mua đất nước lửa gió về nạp vô cái đất nước lửa gió này thôi, hết. Nhưng mà quý vị ngày hôm trước kêu ngày hôm nay nhà tôi có tiền, mua giùm tôi nhiêu đó, hãy để dành cho tôi nhiêu đó, tác ý đó. Còn đây ngày hôm nay là ngày hôm nay không có muốn gì hết, đi ra chợ thấy gì mua đó. Đó. Còn ngày hôm nay tác ý là ngày mai mình phải ăn cái món này, ngày mai ăn món kia, có nghiệp đó. Tại vì tác ý lên là ngày mai mình sẽ ăn cái gì. Còn đây mình đi ra chợ thấy gì mua cái đó. Tại vì nếu mình ăn chay được thì quá tốt. Đây mình không có xiển dương là ăn chay hay ăn mặn, nhưng mà nếu mình ăn chay được thì quá tốt. Còn nếu không ăn chay được thì phải cố gắng là ra chợ thấy gì mua cái đó, chứ không có nghĩa là mình đặt trước hay là cái gì đó. Nên là kêu là ăn con cá. Đâu, nhưng mà đó là đất nước lửa gió này ngon quá, đất nước lửa gió này ngon hơn đất nước lửa gió này đó. Khi lúc đó nó chỉ là đất nước lửa gió thôi, chứ không có nghĩa là con cá lúc đó nó đã, cho dù quý vị có ra hay không ra thì đất nước lửa gió này cũng chỉ nạp vào một cái đất nước lửa gió khác thôi. Không phải chúng tôi xiển duyên vì ăn chay ăn mặn, nhưng mà khi mình giải thích nhân quả, mình không có được giải thích là theo cái suy nghĩ chủ quan của mình. Thì tác ý, nhưng mà đây là mình tác ý lên một cái đất nước lửa gió, chứ không phải tác ý lên một con vật đang sống. Quý vị nhớ vậy? Quý vị nhớ rằng là mình đang tác ý lên một cái đất nước lửa gió, lúc đó không còn gọi là một sinh vật sống nữa. Ở đây chúng ta nói ăn chay hay mặn là chúng ta tác ý lên một cái sinh vật sống, cái tâm từ bi của chúng ta lên một cái sinh vật sống. Nếu như con vật đó nó đang sống sờ sờ đó mà quý vị muốn ăn nó đó, dù quý vị không giết nó, quý vị cũng là sát sanh, tâm sát. Quý vị vui thấy một con gà đó, thấy ồ con này ngon quá, con này ngon quá, mặc dù là nếu nó chết mình ăn, nhưng mà đây nó chưa chết nên mình vẫn muốn ăn nó. Bởi vì cái ví dụ như một con cọp đi, nó thấy một con vật đó đang chạy sờ sờ đó, nó nghĩ đó là thức ăn của nó ghiền quá, nó mặc dù nó rượt, nó chạy, nó đuổi không kịp, nhưng mà cái tâm sát nó đã được hình thành. Còn chúng ta vô tình ra chợ thấy gì ăn cái đó. Nếu quý vị về cố gắng đọc chuyện tiền thân của Đức Phật, vì sẽ thấy đâu có Đức Phật muôn nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật cũng đâu có ăn chay, nhưng mà Đức Phật đâu có sát sanh. Vì như là đời thời ngài còn làm vị Bồ Tát thì ngài gọi là những kinh Phật báo ân đó, đại phương tiện Phật báo ân đó, thì ngài thấy cái miếng thịt rớt của một con thú ăn nào đó, ăn cái xác con vật đó để lại, còn dư là những miếng thịt ngài lấy ngài ăn. Nếu nói là đó ăn chay hay ăn mặn, chỉ có là thấy đất nước lửa gió lượm bỏ vào đất nước lửa gió hết. Còn nếu đầy, nhưng mà đây quý vị nhớ câu nói của thầy, nếu ăn chay được thì quá tốt. Quý vị nhớ điều đó, ăn chay được thì quá tốt. Còn nếu ăn chay không được thì đừng có tác ý đến muốn ăn con này, muốn ăn con kia, vô tình thấy thì ăn thôi.
Còn ở đây chúng ta quay lại, chờ chút xíu ha. Quay lại cái câu hỏi là vô tình giết có tội hay không? Đó, nếu mà chúng ta đã nói là có tác ý mới có tội thì lý do gì chúng ta nói là vô tình tạo lại có tội? Nếu ở đây thầy chỉ kể cho quý vị câu chuyện như thế này kết thúc bài hôm nay. Ngày xưa trong cái thời Đức Phật, câu chuyện trong kinh Pháp Cú rõ ràng nha, thì có một cái vị tỳ kheo đó, ngài bị mù. Và đêm hôm đó đó, ngài đi kinh hành, đi tới đi lui. Ngài với cái tâm của ngài như thế nào? Tâm thanh tịnh, tu thiền. Nhưng mà tại ngài cái là ngài bị mù thôi. Bị mù ngài đâu có thấy. Và có một vị tỳ kheo khác lên tố với Đức Phật là ông tỳ kheo đó đó, ổng giết nhiều chúng sanh, nó là phạm tội sát sanh, trục xuất. Nhưng mà Đức Phật nói ông đó ổng đi kinh hành với sự tu tập và không có tác ý muốn giết con đó, và ổng cũng bị mù, ổng cũng không có muốn. Nếu ổng bị sáng mắt thì nói làm gì, ổng sáng mắt mà ổng đi ổng nhìn thấy thì ổng nói, ổng cố ý ổng đạp lên, còn thấy ổng đi ổng không có thấy. Và những con kiến nhỏ như vậy, kiến lớn thì ổng đạp cái chân ổng cảm nhận được, vì nhớ điều đó. Còn đây những con vật nhỏ ổng không thấy, và ổng đi kinh hành đi tới đi lui, và ổng không hề tác ý muốn giết con nào. Với cả một cái tâm từ bi của một vị tỳ kheo mà làm sao lại muốn giết con vật, quý vị nghĩ đúng không? Thì nhưng mà ngài vô tình đụng thì không lý do gì mà tạo thành cái nghiệp hết đó. Nhưng mà chúng ta hay nói chữ vô tình á, nhưng mà chúng ta thử coi việc làm của chúng ta có vô tình hay không. Khi nghe thấy con muỗi cắn đúng không, bắt đầu lấy cái tay gãi, không phải đập sau lưng thì đập thì nó là quá rồi, còn đây á, chúng ta vô tình chúng ta phủi. Nhưng mà trong đầu chúng ta nổi lên hai ý nghĩ, chắc mình phủi nó không chết đâu, chắc mình phủi nó không chết đâu. Nhưng mà đôi lúc có một số người lại suy nghĩ là tôi sẽ phủi nhưng mà mong rằng là không chết. Nhưng mà có lúc phủi cái là phủi cái muốn nó chết, đôi lúc phủi lại muốn nó chết. Nhưng mà muốn mọi người hiểu rằng là mình vô tình, hoặc là tự an ủi mình, mình vô tình, tự đôi lúc mình vẫn biện hộ cho mình. Bắt đầu mình phủi cho đã rồi bắt đầu mình quay lại mình thương nó hối hận ở. Nhưng mà đôi lúc con muỗi cắn thì lại cứ khoái phủi, còn cái phủi đó là biết là con muỗi nó yếu hơn mình, đó là tác ý gì nữa. Ví dụ như là một lần là vô tình mà hai lần là cố ý. Ví dụ như cái tội đó lặp lại lần đầu có thể cho là vô tình, nhưng mà lần thứ hai cùng lặp lại cái tội như vậy không chắc là vô tình đâu nhé. Cũng như là trên từ nhỏ đến lớn trên đời này bao nhiêu con người ngồi đây ai chưa từng đập con muỗi, nhưng mà chắc chắn rằng lần đầu là vô tình đó. Lần thứ nhất phủi vô tình thiệt, nhưng mà lần thứ hai chắc chắn không, trong đầu chúng ta không bao giờ còn cái sự vô tình trong đó nữa. Nên đừng nói rằng sự vô tình là không có tội. Đúng là vô tình không có tội, nhưng mà quý vị có nhận xét rằng cái việc làm của mình đã vô tình chưa, hay là đã có một chút tác ý trong đó? Nếu mà đã có một chút xíu tác ý, chính bản thân thầy có. Ngày xưa mới ăn chay, không bao giờ muốn giết con muỗi, nhưng mà nó cắn quá ngứa, bắt đầu làm sao cho mà không đập, nhưng mà phủi, nhưng mà trong đầu nổi lên hãy nghĩ là mong rằng mày chết hoặc không chết cũng được. Đó. Lúc mà chưa đi vô chùa. Đó. Thì đó là kinh nghiệm bản thân. Ok, nay hết giờ. Câu này chúng ta nợ câu hỏi này ngày hôm sau chúng ta giải quyết, quý vị chấp nhận không? Chúng ta không nên lấy thêm giờ của quý vị hay gì nào Phật. Chúng sanh vô